Sammy mình sẽ quay lại với các bạn một thực đơn của một gia đình cho một bữa cơm hàng ngày của chúng ta, sẽ gồm 3 món. Thì trước tiên chúng ta sẽ có món đó là gỏi mực chua cay, sườn áp chảo muối xả chiên. Món tiếp theo đó là canh miso. Món ăn này có thể chúng ta có dùng trong những ngày mà trời oi bức. Thì canh rong miso đó là canh rong biển, nấu từ rong biển thì sẽ giải nhiệt rất là tốt. Còn gỏi mực chua cay thì chúng ta sẽ gồm rau củ tươi. Và thứ ba nữa là sườn muối xả chiên. Thì đây là sườn. Thì bây giờ để làm món nào lâu thì chúng ta sẽ phải làm trước. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đây là sườn muối xả chiên. Thì ngoài những cái cách suy nghĩ của các bạn thì là sườn phải muối xả xong rồi đem đi chiên sườn tươi, thì hôm nay chúng ta sẽ thử làm theo cách của mình. Thứ nhất là nhanh, thứ hai sẽ không làm khô cây sườn của mình. Thì sườn chúng ta sẽ cho vào một cái nồi nước, chúng ta hầm lên. Thì trong đây cái món của chúng ta là sườn muối xả chiên. Thì trong cái nồi này chúng ta cùng mình đã cho dưới đây là xả, và chúng ta cho một ít gia vị để cho cái vị nó đậm đà như canh đó. Và chúng ta cho sườn mà chúng ta nấu, chúng ta tưởng tượng là chúng ta hầm sườn chín nhẹ. Thì từ lúc cái sườn sôi thì chúng ta sẽ ủ sườn cho sườn tự chín. Đây là cái nước sườn mình hầm nè, nó đã sôi hết mấy bạn, nó sôi như vậy rồi á. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tắt bếp cho sườn. Sau khi nước sôi được 5 phút từ lúc nước sôi chúng ta cho sườn vô, thì chúng ta sẽ ủ sườn này trong đây khoảng từ 30 phút tới 15 phút để cho sườn tự chín và tự mềm nha mấy bạn. Rồi chúng ta đậy nắp ha mấy bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo, cái nồi sườn của chúng ta nãy giờ cũng đã lâu rồi. Bây giờ mình sườn sau khi mình ủ rồi ha mấy bạn, thì mình sẽ lấy sườn ra. Hiện nay là sườn đã chín, và hiện nay chín mà có nghĩa là có thể làm mềm luôn rồi. Thì mình nói nghe nè, trong cái sườn này mình lặp lại là có xả cây, mình đập dập nằm ở trong cái nước á, với mình nêm cái sườn này trong cái nước ngâm sườn cho cái sườn nó có gia vị, là cái sườn nó đã ngọt và đậm vị rồi. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ lấy cái sườn này ra, bắt đầu chúng ta đi chiên ha. Mình không chiên sườn sống nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình chiên mấy sườn, mấy bạn lăn qua một sơ thôi nha, sơ qua cho nó dính cái bột chiên giòn vô, để khi chúng ta chiên á, cái miếng sườn của chúng ta nó sẽ có một cái lớp vỏ hơi mềm bên ngoài, hơi cứng một chút xíu của bột. Thì chúng ta cho những cái gia vị khác nó sẽ dính rất là nhanh. Rồi bây giờ để trong khi chờ chiên cái này thì mình sẽ làm cái phần muối xả mà mấy bạn sẽ thắc mắc. Ủa vậy món sườn này chúng ta là gọi là sườn áp chảo muối xả chiên này, thì xả với muối đâu? Thì bây giờ mình sẽ làm đây, đây là xả. Xả thì chúng ta sẽ có ba muỗng xả, ba muỗng ăn cơm nha. Còn tỏi băm chúng ta sẽ có 2 muỗng, cà phê 2 muỗng, hành tím. Mấy bạn thắc mắc rồi, tại sao muối xả lại có cả hành tím trong đây? Phải có cái này vô nó mới đẩy được cái vị thơm của cái món này. Rồi thành ra bắt đầu mấy bạn mới cho vô đây, rồi các bạn sẽ cho gia vị vô. Chúng ta sẽ có một muỗng cà phê bằng như thế này, bột nêm. Rồi chúng ta trộn đều lên. Bạn nào thích ăn cay thì có thể cho vô đây một chút xíu ớt khô, còn bạn nào không thích ăn cay thì không sao nha. Rồi món mình trộn đều lên đây. Rồi mình sẽ muốn ăn đậm đà hơn một chút thì chúng ta sẽ cho vô đây một chút xíu muối, làm 1/4 muỗng cà phê muối thôi nha. Đã muối thì chúng ta phải nhả cho một chút xíu đường, không thôi sẽ nó rất là đậm. Rồi 1/4 muỗng cà phê đường chúng ta trộn đều. Rồi bây giờ sau khi sườn của chúng ta đã xong rồi mấy bạn, rồi đã vàng như vậy, không có vàng nâu đâu nha, tại vì món này không phải là món chiên để giòn lắm, mà để vàng cái vỏ, có nghĩa cái vỏ đó nó hơi cứng rồi nè. Thì bắt đầu mình cho vô một cái chảo. Rồi bây giờ mình sẽ đổi chỗ cái chảo và cái nồi cho nhau ha. Rồi mình sẽ đổi đây để bắt đầu mình làm một chút gì đó hơi lạ lẫm trong cái món ăn. Ví dụ như, nhưng mà mấy bạn thử đi, thử một lần theo cái cách của mình xem nó có nhanh hơn không, mà nó có cải thiện được món ăn hay không. Thì đây mình sẽ cho vô trong đây 1 muỗng cà phê nước mắm, pha vô trong một cái chén mà 3 muỗng nước trong đây rồi nha. Rồi rồi chúng ta sẽ làm cho cái này nó sôi lên, nó nóng lên, cái chảo chúng ta sẽ đổ vô cái này vô.
Rồi, thứ nhất là khi chúng ta mở lửa lớn lên thì cái hơi của nước mắm nó sẽ bay hơi đi và nó sẽ thấm vào trong cái sườn của chúng ta. Chúng ta sẽ có một lớp nước mắm nhẹ áo bên ngoài cái sườn. Thấy các bạn? Rồi, cái sườn của chúng ta nó sẽ sậm màu xuống. Chúng ta mở lửa thật lớn nha, để cho cái hơi nước mắm nó sẽ bay đi, để khi chúng ta ăn nó sẽ có một cái mùi thơm nghe nhẹ, tại vì mùi nước mắm đi chung với sả rất là thơm. Rồi, cạn rồi nè mấy bạn, cạn hoàn toàn luôn rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ cho hết cái phần sả nè. Sả này mình có cho thêm một chút xíu ớt tại vì mình thích ăn cay. Rồi chúng ta sẽ cho hết sả vô đây. Rồi chúng ta sẽ đảo. Đảo cho cái sả nó bám đều lên cái cây sườn của mình. Tại sao chúng ta lại không chiên sả? Nếu như mấy bạn bước vô sườn mấy bạn chiên á thì sườn nó sẽ cháy sả á các bạn. Nó cháy sả thì cái sả ăn sẽ bị khét, bị đen. Còn khi mấy bạn đảo như vậy sả vừa chín tới và sẽ bị rất là thơm, sẽ không bị cháy. Rồi chúng ta xào chút xíu cho cái sả nó hơi săn lại, chuyển qua màu vàng ươm một chút nha mấy bạn. Và cái sả bắt đầu nó ôm sát lên cây sườn hết rồi. Rồi chúng ta tới đây thì chúng ta bắt đầu cho muối sôi, sả muối sả chiên của chúng ta ra món ha mấy bạn. Rồi sau khi sả đã ươm hết, cây sườn bám hết cái phần sả này mấy bạn, bạn thấy không? Rồi bắt đầu chúng ta cho ra là được rồi. Mình á thì mình thích để cho cây sườn lớn như vậy á, để mấy con cầm cắn gắn nó mới ngon. Còn mấy bạn ở nhà mấy bạn ăn thì mấy bạn có thể là cắt nhỏ theo ý của mình một chút. Đây. Rồi sườn muối sả chiên của chúng ta đã xong hả mấy bạn? Mấy bạn có thử vận dụng cái cách của mình xem có thể thay thế một cái hương vị gì, mang tới một hương vị gì mới đó cho món ăn hàng ngày của chúng ta nha. Cảm ơn các bạn. Thank you.